Nhạc sĩ Lê Quang về nước sau cơn bạo bệnh. Sau khi trải qua những biến cố, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Cam Thơ quyết định về nước thăm gia đình cũng như thực hiện một số chương trình thiện nguyện. Hôm ngày 26 tháng 11, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ cam Thơ đáp chuyến bay từ California, Mỹ về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dù trải qua chuyến bay dài nhưng nam nhạc sĩ cùng vợ rất vui khi được người thân bạn bè, người hâm mộ ra tận sân bay đón. Nhạc sĩ Lê Quang chia sẻ sau 4 năm từ khi bạo bệnh, nhất là phải phẫu thuật cắt bỏ một bàn chân, anh vô cùng xúc động khi trở về Việt Nam. Niềm hạnh phúc của nhạc sĩ như vỡ hoa à khi được gia đình người hâm mộ vẫn yêu thương và chào đón. Nhạc sĩ Cam Thư cho biết mục đích chính khi về Việt Nam lần này của hai vợ chồng là để làm từ thiện. Mỗi năm Cam Thư đều phát nguyện làm từ thiện nhưng thời gian vừa qua do gia đình cô vừa trải qua biến cố nên chưa thực hiện. Hiện nay, vợ chồng Lê Quang Cam Thơ đã sắp xếp được thời gian để trở về quê hương gặp gỡ người thân, bạn bè và thực hiện những kế hoạch còn dang dở. Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang ở Việt Nam trong 3 tuần. Theo kế hoạch, vợ chồng nghệ sĩ sẽ dành trọn thời gian này để đi từ thiện giúp đỡ bà con ở Con Tum, Pleiku, Thưa Thiên Huế và các mái ấm người già neo đơn, trẻ em mồ côi. Nhạc sĩ Lê Quang và Cam Thơ cùng con gái sang Mỹ định cư từ năm 2018. Năm 2019, nhạc sĩ phải cắt bỏ bàn chân. Năm 2019, nhạc sĩ phải cắt bỏ bàn chân phải do bị nhiễm trùng và biến chứng bệnh tiểu đường. Năm 2021, anh phải trải qua ca phẫu thuật thông mạch máu não. Hiện sức khỏe của nhạc sĩ Lê Quang đã dần hồi phục, dù ngoại hình có phần gầy gò nhiều hơn so với trước đây vì sụt cân. Nhạc sĩ Lê Quang sinh năm 1968, sở hữu rất nhiều bản hit của thị trường nhạc trẻ Việt Nam như dòng máu lạc hồng, đi về nơi xa, miền cát trắng, lời ru tình mùa hạ mãi xa, mưa trên cuộc tình mãi yêu, đợi yêu, tình yêu về mai sau, dọn nước mắt cho đời gắn với tên tuổi của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Quang Vinh. Anh từng nhận giải Mai Vàng dành cho nhạc sĩ năm 2002 và năm 2003 và giải làn sóng xanh cho nhạc sĩ năm 2003, 2004, 2005 và 2007.